tác phẩm kịch bản hay là phim ấy, nó là một cái đứa con tinh thần và chẳng có ai muốn gọi là cắt bỏ cái đứa con mình đi bất kỳ một bộ phận nào cả và biên tập nó giống như một người giải phẫu Đó, giống như người giải phẫu và bạn phải biết cắt bỏ cái gì phù hợp Chào mừng chị Bảo Anh ngày hôm nay đã đến với chuỗi podcast dám nghĩ dám làm và đặc biệt với số hướng nghiệp để chia sẻ với các bạn trẻ đặc biệt là các bạn chuẩn bị lựa chọn nghề nghiệp biết thêm một cái nghề mà không phải quá phổ biến và không có quá nhiều thông tin để các bạn tìm hiểu đó là nghề biên kịch Xin chào Thảo Phương, à, chào chương trình hướng nghiệp Rất là vui hôm nay vì Bảo Anh được làm khách mời của Thảo Phương trong chương trình ngày hôm nay Hiện tại mình đang công tác tại trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM và mình đang dạy bộ môn nghiệp vụ biên kịch, à, môn phân tích tác phẩm điện ảnh môn lịch sử điện ảnh Việt Nam, lịch sử điện ảnh thế giới, rồi kịch học, nói chung là tất cả những thứ liên quan tới uh, nghiệp vụ biên kịch của điện ảnh. Thì tính tới thời điểm bây giờ thì chị đã làm biên kịch được bao nhiêu năm rồi? À, mình bắt đầu làm biên kịch từ năm 2009. Và đến nay là chắc cũng phải đến mười mấy năm rồi đó. <laughs> biên kịch có phải là cái nghề mà chị lựa chọn vào năm chị 18 tuổi không? Không. Chứ lúc đó chị 18 tuổi thì chị chọn nghề gì? À, cái này thì phải chia sẻ với các bạn rằng là mình không có ý định làm biên kịch và đúng là cái công việc này người ta gọi là nghề chọn người. Bởi vì mình đầu tiên là mình thích làm uh, cô giáo dạy mầm non cơ, vì thích trẻ con mà nên là mình đi học muốn học trường đó và trường báo chí. Thế nhưng mà mình không không có đỗ vào trường đó và cuối cùng mình lại thi vào đại học sân khấu điện ảnh uh, chuyên ngành biên kịch và cuối cùng nó theo mình tới bây giờ luôn là nó giống như kiểu mà ngày xưa mình chọn nguyện vọng 1, nguyện vọng 2, nguyện vọng 3 cái mình rớt nguyện vọng 1 mình vô nguyện vọng 2 Không, mình rớt nguyên một năm luôn nha. <cười> <cười> Rồi sao? À, mình rớt nguyên một năm đó và mình ở nhà, sau đó thì cũng rất là tình cờ là là bố mình là cái người mà dắt mình vào cái trường đại học ừ, sân khấu ảnh. Và gặp một người bạn của bố, lúc đấy là thời điểm đó bác đã làm trưởng khoa điện ảnh. Và thực ra hai bác cháu chỉ nói chuyện cho vui thôi. Để xem là ừ có thích không, có phù hợp hay không và mình đi học bác bảo thôi đi vào học lớp tạo nguồn của trường điện ảnh bởi vì trường điện ảnh ngoài Hà Nội á có một cái lớp tạo nguồn một năm cơ tạo nguồn đúng rồi lớp tạo nguồn điện ảnh dành cho tất cả các bạn muốn vào học điện ảnh à, lúc này chưa phân chuyên ngành nhá mà các bạn sẽ học cái lớp đó một năm và các bạn được học được đào tạo những môn chuyên ngành liên quan tới điện ảnh và sau đó bản thân các bạn cảm thấy rằng ừ bạn có thực sự muốn theo công việc này hay không bạn sẽ chọn chuyên ngành nào và bạn đăng ký thi tức là mình học một năm tạo nguồn đó mới thi đại học tiếp đó tức là mình bỏ qua hẳn một năm luôn và thi có một câu mà rất nhiều các bạn trẻ hỏi đó là các bạn chưa phân biệt được thế nào là biên kịch và thế nào là biên tập ừ. khác nhau như thế nào à, thực ra thì biên kịch là bước đầu tiên của biên tập à, các bạn có cái biên kịch để làm gì là các bạn có cái kỹ năng về kịch bản các bạn hiểu thế nào là một kịch bản và ở đây kịch bản thì nó có rất là nhiều dạng kịch bản nhá Ờ, phim này đó rồi là phóng sự này rồi là chương trình truyền hình này mà trong phim thì nó lại còn có rất là nhiều cái thể loại khác nhau nữa đó và phim tài liệu nó cũng sẽ khác nữa đấy. nên là khi các bạn bước vào cái công việc này các bạn phải tìm hiểu rất là nhiều liên quan đến chuyên ngành thì còn biên tập là gì các bạn cũng phải nắm cái đó các bạn phải có cơ bản về biên kịch đó. sau đó thì các bạn biết là à tôi đang biên tập cái gì đấy đúng không ạ nhưng mà biên tập là một cái người có cái nhìn khách quan và tổng quan hơn và thực ra cái việc ở vị trí làm biên tập thì bạn có thể viết không giỏi. Nhưng bạn phải có cái lý trí tốt và cảm xúc tốt. Bởi vì sao ạ? Thường công việc biên tập, biên kịch là người viết ra kịch bản, nhưng biên tập là người điều chỉnh kịch bản để phù hợp với nhà sản xuất. Với cả cái gọi là định hướng của phim đó, rồi định hướng của khi phát sóng nữa, đó. Thì các bạn phải biết rằng ờ tôi đang làm gì, nhiệm vụ của biên tập là gì? À, bên tập phải khách quan một chút và đứng xa ra khỏi cái tác phẩm của của mình cũng như là của người khác. Đó, phải kiểm soát được ủ nhân vật này thừa, nhân vật này thiếu bỏ đi, đó rồi là chi tiết này tình huống này có cần hay không nữa thì các bạn phải học cách loại bỏ. Bởi vì đa số là các bạn biên kịch đó, các bạn sẽ rất là yêu thương cái kịch bản của mình, yêu thương nhân vật của mình, kể cả, cả đạo diễn cũng vậy ạ. À, và các bạn sẽ giữ à, chúng tôi hay đùa rằng à, tác phẩm kịch bản hay là phim đó, nó là một cái đứa con tinh thần và chẳng có ai muốn gọi là cắt bỏ cái đứa con mình đi bất kỳ một bộ phận nào cả và biên tập nó giống như một người giải phẫu vậy. Đó. giống như một người giải phẫu và bạn phải biết cắt bỏ cái gì phù hợp và sản phẩm cuối cùng thì thực ra biên tập có một ai trò rất là quan trọng à, với trong mỗi thể loại thì biên tập sẽ ở những vị trí khác nhau Đó. thì chị là người đã từng học viên kịch đang làm việc biên kịch và đang giảng dạy về nghề biên kịch luôn. thì ở cái góc nhìn của chị thì chị sẽ thấy những cái bạn có những cái yếu tố về tính cách như thế nào thì sẽ phù hợp với cái nghề biên kịch. Ừ. Ừ. Uhm, cái này là cái sự chia sẻ thôi và cái, cái này là quan điểm cá nhân thôi. chứ còn thực ra là một cái định hướng gọi tuyệt đối thì không có đâu. bởi vì trong bất kỳ một thứ gì thì kể cả nghệ thuật à, nhất là nghệ thuật thì không có cái gì là tuyệt đối cả. để mà nói về tính cách và tố chất. Để trở thành một người biên kịch Thì như lúc nãy bà Anh có nói rằng là các bạn cần một cái sự đam mê Nhưng mà đam mê ở đây Chỉ là một phần thôi Năng khiếu là một phần Và một cái nữa là các bạn phải có Một cái sự kiên nhẫn Kiên trì Đi đến cùng à, Một điều quan trọng nữa đấy là cái sự quan sát của các bạn Có đủ tinh tế hay không Cái này thì các bạn phải tự biết được rằng là Ồ, mình có cái đó hay không Và cái việc này là từ cuộc sống của các bạn Cái trải nghiệm của các bạn nó rất là quan trọng Nó sẽ đưa được tới cái tính cách của các bạn đó. Còn các bạn có rất là nhiều bạn Rất là thích cái chuyên ngành này Và thực ra ở hiện tại á, Thì ở Việt Nam mình á, Chỉ có trường Đại học Sân khấu Điện Ảnh Hà Nội Là đào tạo chuyên ngành biên kịch chuyên nghiệp Còn tại trường phố Hồ Chí Minh Hiện tại chúng tôi vẫn rất là cố gắng Để mà có thể đào tạo được chuyên ngành biên kịch chuyên nghiệp Nhưng mà hiện tại cũng chưa thực hiện được điều đó Và cái đấy tôi hy vọng rằng là uh, trong những năm gần đây chúng tôi sẽ làm được điều đó bởi vì có rất là nhiều các bạn muốn theo ngành này. Và hiện tại thì các bạn đang phải tự học hoặc là học những cái lớp ngắn hạn. Thì nó cũng là một cái thiệt thòi. Và các bạn khi mà các bạn ở đây á, ngoài cái việc mà các bạn lựa chọn công việc này, đầu tiên các bạn phải tự hỏi rằng là tại sao các bạn lại chọn nghề biên kịch. Tại sao? Bởi vì các bạn phải trả lời được câu hỏi đó. Thì cái tính cách đầu tiên á là các bạn phải có sự kiên nhẫn và kiên trì bởi vì công việc này không dành cho những người thiếu kiên nhẫn tập phải sửa để sửa lại <laughs> đúng vậy à, ngoài việc sửa kịch bản thì các bạn còn phải biết lắng nghe nữa đó. các bạn tất nhiên là cái tôi các bạn phải lớn rồi bởi vì là trong cái ngành nghệ thuật này cũng như phương biết đó là cái tôi của chúng ta rất là lớn ai cũng vậy thôi nhưng mà liệu các bạn có đủ cái gọi là bản lĩnh để hạ cái tôi của mình lắng nghe người khác hay không đúng không ạ và khi mà các bạn không lắng nghe người khác thì đôi khi các bạn sẽ bị chủ quan. Các bạn không được phép chủ quan, các bạn phải khách quan lên. Đó. Ok, cái tôi của các bạn bao nhiêu phần và cái khách quan bao nhiêu phần? Các bạn là biết là nghe thì thực ra tất cả những cái thứ mà các bạn uh, tích cực á. các bạn lắng nghe thì các bạn sẽ xây được cái kịch bản của mình tốt hơn. Vì ngoài cái việc làm biên kịch thì hiện tại mà anh còn đang làm quản lý nội dung, ở vai trò biên tập và nhiều hơn thế ở trong một cái um, tập đoàn với công ty truyền thông Thì khi mà các bạn Bước vào cái công việc này Thì đa số các bạn phải Phải bóc tách mình ra Như lúc nãy cũng chia sẻ rồi Là các bạn phải khách quan đó. Và muốn khách quan thì các bạn chắc chắn là phải hạ cái tôi của mình xuống rồi Các bạn mà không hạ được Thì chắc chắn các bạn sẽ nói là tôi luôn đúng Và tôi đẹp đó Cái tác phẩm của tôi cũng thế Nên là đôi khi các bạn không đúng đâu đó. Nên là cái sự kiên nhẫn ở chỗ đó Và sự kiên trì ở chỗ đó Chứ không phải là các bạn đi đến cùng với cái tác phẩm đấy Mới là kiên nhẫn kiên trì nhau đó thì trong cái cái phạm trù định nghĩa kiên nhẫn kiên trì của người biên kịch nó rộng lắm cái ngành biên kịch về cái thị trường cạnh tranh của nó có cao không và đó có phải là một cái nghề mà khi ra trường sẽ dễ có việc làm hay không chị ừ. trong tất cả các công việc ấy, thì công việc nào cũng có tính cạnh tranh cao biên kịch cũng vậy biên tập cũng vậy hay là đạo diễn quay phim cũng vậy đó. thế nhưng mà ai mà có cái năng lực lớn hơn thì các bạn sẽ có cái khẳng định được cái vị trí của mình đó. thực ra bên kịch bây giờ không không phải là ít nhưng cũng lại không phải là nhiều bởi vì không phải ai cũng có thể làm được công việc này và thực ra nó phải phù hợp với cái đối tượng và phù hợp với cái thể loại hay là phù hợp với cái nhà sản xuất đó, đó. thì cái này như tôi vẫn nói rằng là um, các bạn phải có một cái quan sát và cái năng lực của các bạn cái năng lực quan sát rất quan trọng với người biên kịch có thể khi các bạn bước vào cái nghề này học đầu tiên thì các bạn học những cái lớp ngắn hạn thì không biết là các bạn có được học cái này không nhưng mà nếu như các bạn học chuyên nghiệp thì chắc chắn điều đầu tiên là các bạn phải học về quan sát nó là nó sẽ không nằm ở khả năng nữa và nó phải trở thành năng lực của các bạn và năng lực thì nó phải là một quá trình thì lúc này nó phải liên quan tới sự kiên trì và kiên nhẫn đó nó phải làm quá trình chứ nó không thể nào là một ngày một ngày hai được như nãy chị chia sẻ là chị còn đang quản lý nội dung cho một cái công ty tập đoàn về giải trí truyền thông Thì cái việc mà từ viết kịch bản, biên kịch của điện ảnh chuyển qua cái nền tảng digital Thì nó có phải là cái sự chuyển biến dễ và phải cần thay đổi những gì để mà thích ứng như vậy chị? Ừ, khi mà anh chuyển đổi từ việc làm biên kịch phim à, thì sang một cái nền tảng là digital Đầu tiên bọn anh cũng rất là lo lắng bởi vì mình nghĩ là ủa mình đang làm một cái nền tảng nó nó có một cái gì đấy nó 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 phải chuyên nghiệp một cách ùng ừ. nhưng mà bây giờ mình phải làm nhanh hơn đó vậy thì mình làm sao để cân đối được nó làm sao để có thể phù hợp với nó đầu tiên là anh nghĩ rằng mình chết rồi mình có làm được hay không thế nhưng mà thực tế là thì như anh chia sẻ với phương á, là có lẽ là bà anh là một người may mắn khi mà bà anh chọn con đường này và thực ra là nghề chọn mình mà khi mà mình bước vào làm một điều gì đó thì gần như nó nó cũng khá là thuận lợi với anh khi mà anh chuyển đổi nhưng tất nhiên mình phải biết cách để thay đổi. Mình phải chấp nhận sự thay đổi đó chứ không phải mình phải giữ cái không, tôi là một bên kỳ chuyên nghiệp, tôi chỉ làm một bên kỳ chuyên nghiệp thôi. Tôi không thay đổi thì không được. Vấn đề là bạn có muốn thay đổi để hòa nhập với nền tảng đó hay không? Và thời điểm đó bà anh nghĩ rằng ồ, đây là một cái nền tảng khá là thú vị nhưng mà rất nhanh, nó là một cái thử thách với mình. Và không biết rằng các bạn trẻ có cái mà bà anh có hay không Đấy là thích những cái khó khăn Thích gọi là làm những cái điều mà người ta khó làm được Thì mình phải làm được Và thực ra cái đây cũng là một cái tính cách và một cái tố chất Mà các bạn muốn bước chân vào nghề biên kịch là gì Là luôn luôn đặt câu hỏi cho bản thân Luôn luôn tìm ra những cái khó để thử thách mình đó. Và bà anh đã thử thách mình Nhưng mà thực ra thì cái thời điểm đó Thì cũng có một cái thuận lợi Đấy là bà anh được tạo điều kiện Từ phía công ty là để cho mình được lựa chọn cái việc à mình sẽ làm gì bởi vì thời điểm đó anh vào á, thì có hai cái series và muốn cho anh chọn là bây giờ em chọn cái nào cho em chọn em muốn làm cái nào tiếp và muốn dừng cái nào thì anh đã chọn đúng đó. khi mà anh chọn đúng thì bọn anh nghĩ rằng là à đơn giản là mình có một cái nhìn có một cái định hướng đấy là cái này nó có đi được đường dài hay không đấy là quan điểm của mình khi mà mình làm làm một đứng ở vị trí của người biên tập chứ không còn là biên kịch nữa là, ồ cái này có hiệu ứng dài hay không? nó sẽ mang lại điều gì cho cái sản phẩm cho công ty? thì thực ra cái điều này á thì các bạn phải qua một quá trình. tại vì thực ra khi mà anh bước vào làm quản lý nội dung cho công ty á thì anh cũng có một cái quá trình để mà làm việc rồi nên là cái, cái kinh nghiệm của anh có thì có thể là cái cái nhìn của anh nó sẽ khách quan nhiều hơn các bạn và nó sẽ không bị một cái là khó có thể thay đổi và phải chấp nhận thay đổi. Khi mình chấp nhận điều đó thì kiểu gì mình cũng làm được. Mà cái nghề viên kịch nó có một cái đặc điểm là gì? Là nghề sáng tạo nội dung. Viết nội dung thì phải cần có cảm xúc. Nhưng lúc nào cũng phải có deadline. Ừ. Thì làm sao để mình cân đối giữa cái việc mình giữ trọn cảm xúc, mình vẫn sáng tạo, mình vẫn có những cái feeling của mình trong tác phẩm mà vẫn phải đảm bảo đúng deadline. <laughs> đúng rồi, cái này thì cũng có rất là nhiều các bạn à, khi các bạn bước sang một cái sự thay đổi thì các bạn cảm thấy rất là khó chịu vì điều này. Thì điều này như lúc nãy Bà Anh có chia sẻ với Thảo Phương Là cái sự cân bằng Giữa cảm xúc và lý trí Cái điều này rất quan trọng Nhưng không phải ai cũng làm được Dù các bạn biết Nhưng các bạn không thể mà thay đổi được Bởi vì khi mình bước chân vào sáng tác ấy, Mình thường sẽ bị cái cảm xúc một lấn át Vậy để làm sao các bạn có thể Điều chỉnh được điều đó Thì bản thân các bạn phải tự điều chỉnh Các bạn phải nhận ra điều đó Các bạn phải cảm thấy ổn Các bạn sau khi viết xong một cái Uh, bắt đầu gọi là, đề, gọi là đề cương thôi nhá sau so đến outline nhá các bạn phải tự đọc lại các bạn cảm thấy mình có bị thừa thiếu ở đâu không lúc này các bạn phải chuyển đổi vai trò từ biên kịch sang biên tập và các bạn sẽ phải cân đối cái cảm xúc và cái lý trí của mình bởi vì chắc chắn một điều khi các bạn sáng tác các bạn sẽ bị cảm xúc kéo theo bởi vì không có cảm xúc chúng ta không thể sáng tác được đúng không ạ uh, giống như chúng ta đã từng viết kịch bản uh, những kịch bản đầu tiên đây là cái mà kinh nghiệm của anh đã đi dạy rất là nhiều rồi Và mà anh thấy rằng là Để mà tìm hiểu sinh viên mình rõ nhất đó Là hãy đọc cái kịch bản đầu tiên của các bạn Và tôi sẽ biết được rằng là Bạn như thế nào Một phần thôi ạ Tính cách của bạn ra sao Nội tâm của bạn Đằng sau cái câu chuyện bạn là một người như vậy Thì bạn có cái góc khuất gì hay không Đấy là một cách quan sát sinh viên của mình Của kinh nghiệm của anh nhá Đó Và bởi vì sao Bởi vì các bạn sẽ mang những cảm xúc mới nhất Của mình vào tác phẩm Đấy là cách nhưng sau khi mà sau này các bạn đã gọi là có kinh nghiệm viết rồi á và các bạn có một cái đấy là các bạn phải đặt vấn đề kinh tế đấy chính là deadline đấy ạ <laughs> vì nếu như các bạn mà chậm deadline thì các bạn sẽ không có thể nào mà lấy được cái hợp đồng đó thì không có ai trả tiền cho các bạn cả vậy thì các bạn lấy cái gì để nuôi nghề đấy đúng không ạ lấy cái gì để nuôi bản thân đấy đó thì các bạn đặt vấn đề kinh tế lên ồ oh. các bạn khi mà viết một kịch bản này các bạn xác định à tôi đang, tôi đang làm kinh tế hay tôi đang làm sản phẩm của mình nếu các bạn làm sản phẩm của mình các bạn có thể thả lỏng cái deadline đó bởi vì các bạn tự bỏ tiền ra các bạn chơi thì các bạn chịu nhưng nếu như các bạn đang dùng một đồng tiền của người khác thì chắc chắn các bạn phải có trách nhiệm với nó thực ra cái trách nhiệm cũng là một cái rất quan trọng với người bên kịch nếu những người không có trách nhiệm thì khó có thể làm được công việc này bởi vì nếu như bạn không có trách nhiệm với chính tác phẩm của mình thì chắc chắn tác phẩm của bạn đã không tốt đã chưa nói đến chuyện làm trách nhiệm với những người khác đó. thì để mà chúng ta chuẩn ở deadline thì chúng ta phải cân bằng lý trí của tôi phải ở cạnh cái cảm xúc của mình. Làm sao để tôi không bị cái cảm xúc quá. Tôi biết rằng à, nếu như tôi bị cảm xúc quá thì tôi sẽ bị kéo trôi cái này ra. Tôi yêu cái nhân vật này quá, tôi yêu cái tác phẩm này quá, tôi yêu cái tình huống này quá, nó cứ dài hoài thôi. Vậy làm sao tôi cắt được nó? Đúng không ạ? Thì tôi thì bị trôi đến lại. Vậy thì tôi sẽ không có được cái khoản kinh tế ở đấy. Đấy chính là cái mà các bạn cần phải đặt sang lên cái bàn cân thì các bạn sẽ tự cân đối được cái việc deadline và sáng tác ừ, một người muốn làm biên kịch thì có phải là một người viết rất tốt và phải coi phim rất nhiều không ừ. một người muốn làm biên kịch tốt thì đúng là phải coi phim nhiều nhưng viết tốt thì ở đây có rất là nhiều cái viết tốt ví dụ như bạn có thể làm nhà văn nhưng chưa chắc bạn đã viết được kịch bản phim chưa chắc bạn đã viết được kịch bản truyền hình bạn có thể giỏi văn Nhưng cái việc mà bạn giỏi văn Nó chỉ hỗ trợ cho bạn trong cái công việc gọi là hành văn Còn cái công việc làm phim Công việc làm biên kịch điện ảnh Nó khác rất là nhiều Bởi vì cái câu văn và câu hình nó khác nhau Đó. Nên là có thể một người họ Họ chỉ gọi là tốt về văn thôi Chứ họ không phải là giỏi nhá Họ không xuất sắc nhá Nhưng họ vẫn viết được biên kịch phim Nhưng tất nhiên cái phần mà nền tảng bạn đã là một nhà văn rồi ấy, Nó cho bạn một cái nền tảng Để trở thành một biên kịch gần hơn đó. bởi vì có rất nhiều nhà văn họ cũng trở thành những biên kịch rất là giỏi nhưng mà cái cái tư duy hình của họ có vì gần đây bảo anh thấy rằng các bạn trẻ bây giờ các bạn viết văn á anh đọc những cái chuyện ngắn hay là đọc những cái tiểu thuyết của các bạn cái hình ảnh nhiều lắm tức là cái việc các bạn tư duy hình nó có thì cái việc đấy đến từ đâu ạ đến từ việc các bạn xem phim nhiều khi các bạn xem phim nhiều các bạn sẽ nhìn thấy cái hình ảnh đó đúng không ạ thực ra cái hình ảnh á, khi tại sao bà anh nói rằng là điện ảnh nó có ma lực bởi vì khi các bạn nghe một ai đó nói, các bạn đọc một điều gì đó các bạn có thể quên. Nhưng cái việc các bạn xem cái hình ảnh đó nó giống như việc các bạn nhìn thấy một cái điều gì đó xảy ra trước mắt mình. Nó bị ấn tượng và các bạn sẽ ghi vào cái bộ nhớ trực tiếp hơn. Và các bạn sẽ nhớ mãi cái điều đó. Đó. Thì đấy cũng là một cái tiền đề của điện ảnh để mà các bạn tại sao mà các bạn trở nên gọi là có câu hình tốt. Thì việc xem phim là quan trọng đúng. Còn cái việc các bạn có thể giỏi văn hay không, nó chỉ là cái việc hỗ trợ nó là nền tảng Chưa chắc Mà mình đọc sách nhiều đi Hoặc là đọc tiểu thuyết nhiều Hoặc là xem phim nhiều thì mình sẽ có khi nào mình sẽ dễ bị gọi là ảnh hưởng cái cái câu chuyện tức là mình sẽ dễ không phải là mình đạo nhưng mà mình sẽ viết ra mình sẽ dễ dàng viết ra một cái gì điều gì đó mà đã từng có trong đầu của mình thì vô tình nó sẽ giống một cái gì đó Một cái nơi nào đó Một cái phim nào đó mình đã xem Hay là một cái cái gu, cái file phim nào đó Mà mình vẫn thường Tại vì mỗi người sẽ có một cái gu phim khác nhau Hay là một gu truyện khác nhau Và nó giống như vậy Vô hình chung thì nó làm cho chúng ta mang một cái danh xưng là uh, Vay mượn ý tưởng Ăn cắp chất xám Thì đó có phải là một trong những nguyên nhân hay không? ừm cái việc mà các bạn xem một bộ phim nào đấy Các bạn đọc một câu chuyện nào đấy các bạn xem một tác phẩm bất kỳ nào đấy hoặc là nghe bản nhạc nào đấy nó gọi là nơi hình thành idea của các bạn nơi hình thành ý tưởng của các bạn và các bạn sẽ viết ra những cái nó gần giống như vậy cái điều đấy là cái điều chắc chắn không thể tránh khỏi nhưng làm sao để các bạn biến nó thành của mình bởi vì nó chỉ là cảm tác nó là cảm hứng sáng tác cái nơi đầu tiên các bạn hình thành ý tưởng còn nếu như các bạn mang nguyên si vào thì nó sẽ là copy nó sẽ là đạo văn đạo phim đó. thế nhưng các bạn biến nó thành của mình thì nó lại khác bởi vì đấy mới là sáng tác đấy mới là sáng tạo còn nếu như các bạn cảm thấy ồ tôi thích câu chuyện này quá vậy thì các bạn nói rằng tôi truyền thể câu chuyện này đi còn nếu các bạn xem một bộ phim này nơi đầu tiên các bạn hình thành cái cảm hứng đó đúng không ạ thì các bạn có thể cảm ơn người ta bằng một điều rằng à lấy cảm hứng từ đâu nếu như các bạn xác định rõ luôn còn ví dụ chẳng may các bạn viết mà nó giống thì cái việc mà các bạn làm ra các bạn viết nó giống nó không thể giống hoàn toàn được đâu Bởi vì mỗi người như lúc nãy Phương có nói á, Là cái gu Nó khác nhau, chắc chắn Ở đây tôi có một cái kịch bản Nhưng Thảo Phương sẽ làm khác Tôi sẽ làm khác, chắc chắn luôn Tôi cho một cái đề tài Tôi cho các bạn một cái idea ờ, Chắc chắn là Ở sinh viên của tôi, ví dụ 15 bạn đây Chắc chắn 15 câu chuyện khác nhau 15 bộ phim khác nhau Không ai giống ai cả, chắc chắn luôn Bởi vì nó là gu mà, chắc chắn nó sẽ khác không thể nào giống nhau được đâu ạ. Cái điều này sẽ đã được khẳng định rồi ạ. <laughs> để mà thi được vào ngành biên kịch thì các bạn học sinh sẽ phải thi những môn gì? Vậy? Ừ, để mà thi được vào ngành biên kịch nếu mà ở một trường điện ảnh á thì các bạn sẽ phải thi được đầu tiên đấy là môn sáng tác kịch bản. À, rồi môn phân tích phim, là phân tích tác phẩm điện ảnh đó và môn vật. Đấy là ba môn mà các bạn sẽ phải thi. Nếu vậy chỉ có môn văn là môn mà các bạn được học ở trường trung học phổ thông thôi Còn hai môn kia thì với những bạn mới 17, 18 tuổi còn chưa biết điện ảnh là gì Chưa biết biên kịch là gì Thì làm sao để có thể thi hai môn đó và để đậu được Thì các bạn có thể theo học để mà thi được hai môn đó Thì các bạn có thể theo học một cái lớp ngắn hạn ở trường à, Hoặc là các bạn nếu mà các bạn không có cơ điều kiện để mà học thời gian ngắn hạn đó Thì các bạn có thể tự tìm hiểu nhưng mà thực ra thì Bây giờ trên nền tảng mạng xã hội Trên các kênh gọi là Truyền thông cũng có rất là nhiều Hướng dẫn để các bạn có thể Làm quen Gọi là làm quen bước đầu tiên cho vấn đề làm kịch bản đó. Thì còn với việc mà Các bạn cơ bản như thế nào Thì trường, các bạn vào trường quan học tiếp Bởi vì các bạn chưa biết gì thì chúng tôi mới có cái để dạy các bạn. <laughs> còn các bạn biết hết rồi thì chúng tôi dạy gì nữa? đó Tức là làm để cho thấy được cái yếu tố tài Điều năng thôi, đúng không? rồi đúng rồi cái, cái năng khiếu các bạn tới đâu ạ. đó còn cái việc mà các bạn học cái một cái lớp tạo nguồn hoặc một cái lớp ngắn hạn nào đấy để các bạn làm quen để khi các bạn gắp được một cái đề các bạn không bị bỡ ngỡ các bạn không bị hoang mang Nhưng mà việc ồ tôi phải viết cái này từ đâu đấy đúng không ạ? hoặc là cái cách trình bày văn bản của các bạn. đó vì văn bản kịch bản phim nó sẽ khác với một cái văn bản văn học thì mới có môn văn là môn sáng tác kịch bản còn không chúng tôi đã gặp chung rồi đúng không ạ đó có một nghệ sĩ uh, đã làm phim điện ảnh và từng nói rằng việt nam mình thiếu những kịch bản hay thì là một người đang làm và dạy về ngành kịch bản thì chị như thấy sao về nhận định này ừ uh, với nhận định của mỗi người á, thì như thảo phương nói thì nó cũng là quan điểm cá nhân thôi uh, bạn thấy hay thì nó hay và bạn thấy nó không hay thì là nó không hay đó. Uh, và chúng ta không có đúng sai không có hay dở và đấy là quan điểm cũng là quan điểm cá nhân của anh chúng ta không chê bất kỳ một tác phẩm nào chúng ta có thể không thích nhưng chúng ta không chê và anh cũng thường dạy sinh viên của mình như vậy dạy nhân viên của mình như vậy bởi vì các bạn chắc gì đã làm phim bằng người ta chắc gì đã viết được những kịch bản như người ta để mà các bạn chê rằng nó không hay đúng không ạ nên là cái việc mà hay hay dở chúng ta không nên đánh giá một tác phẩm cho dù là ở việt nam hay là ở thế giới bởi vì chúng ta phải có một quá trình chúng ta thấy rằng là lịch sử định thế giới nó đi trước chúng ta rất nhiều vậy chúng ta sẽ tại sao chúng ta lại mang ra so sánh đấy là sự so sánh khập khiễng và trong nghệ thuật đừng mang ra so sánh bởi vì uh, nó là nghệ thuật mà nó là sáng tạo mà nó sẽ phụ thuộc trên năng khiếu trên năng lực của từng người và cái việc công việc này cũng là một công việc gọi là tập thể như chúng ta biết uh, nó không mang gọi là dấu ấn cá nhân của ai cả mà nó là tác phẩm, nó là một cái thành quả của cả một tập thể. Vậy thì trong một tập thể, chúng ta làm sao có thể đồng nhất được tất cả một ý kiến? Đúng không ạ? Vì chúng ta đã là những người làm phim, chúng ta là những người làm chương trình, chúng ta biết rằng là một con nén không làm nên mùa xuân. Một mình Thảo Phương hay một mình Bảo Anh không làm nên một tác phẩm điện ảnh hay một một cái clip của một chương trình mà chúng ta phải có ekip. đó Và không có ekip thì chúng ta không làm được gì hết. Một kịch bản hay, không có đạo diễn tốt, hay không có sự đồng nhất về một ekip thì tác phẩm chưa chắc hay. Vậy chúng ta lấy cái gì để đánh giá hay hay rồi? đúng không ạ? Và nếu như một tác phẩm không hay nhưng mà nó tới một cái đạo diễn hoặc tới một cái ekip mà họ có thể làm thay đổi điều đó thì đợi khi nó lại hay đúng không ạ? Thế thì nên là cái cái mà đưa ra một cái việc mà khen chê ấy, nó là quan điểm cá nhân. Còn với Hoàng anh thì không có cái điều đó và Hoàng anh luôn trân trọng luôn tôn trọng những cái sản phẩm của mọi người làm ra. Cho dù nó có tốt hay không tốt. Có một cái mà dạo gần đây nó rất là phát triển, đó chính là trí tuệ nhân tạo AI, ChatGPT và các phần mềm tương tự như vậy nó mọc lên rất là nhiều và dạo gần đây nha là em thấy là người ta có thể viết kịch bản TikTok, kịch bản web drama, kịch bản này nọ bằng chỉ một cái chat GPT hay là một cái phần mềm AI thì chỉ có xem đó là cái đối thủ đáng gờm nhất của cái ngành biên kịch. Mà mà có người phụ trách trong tương lai không? Ừ. À, với anh thì à, Đấy không phải là một đối thủ đây là một đồng nghiệp Khi mà chúng ta đơn giản mọi thứ Thì mọi thứ sẽ đơn giản thôi ChatGPT à, có thể là Có rất nhiều người không ủng hộ điều đó Nhất là những người làm trong vấn đề sáng tạo à, Và không thể thay thế được con người Cái đấy lúc Không thể thay thế Nhưng nó sẽ hỗ trợ được à, Mọi người nói rằng Ủa tại sao bạn viết kịch bản Làm sao mà bạn có thể Hoặc là bạn làm bất kỳ công việc Liên quan tới các cái kịch bản TikTok Hay kịch bản nhanh đó À, làm sao nó có thể viết được cái đấy đúng, đúng không ạ nếu như chúng ta phân tích một cách gọi là khoa học đi thì có thể khi tôi tôi đã từng sử dụng điều đó tôi đã thử là ở cái chat gpt này, nó, nó, nó có thể gọi là siêu nhân tới mức độ nào đúng không ạ tôi đã đánh lên một cái tít một cái tựa đề thì cái tựa đề đấy có cho tôi cái sản phẩm mà tôi khá là mong đợi nhưng khi bạn đọc kỹ lại bạn sẽ thấy những cái sai sót bởi vì ChatGPT sẽ cho các bạn cái gì là cho những cái mà các bạn ví dụ các bạn đã có thông tin về chương trình đó về con người đó về đối tượng đó ở trên các nền tảng khác thì à, ChatGPT sẽ tổng hợp được điều đó nó là trí tuệ nhân tạo mà nên nó cũng phải cần những cái thứ mà có con người thế nào là nhân tạo là con người tạo ra mà đúng không thì tất nhiên những cái gọi là cái thông tin ấy mà ChatGPT có được ấy, cũng từ con người tạo ra nhưng những cái chưa từng có thì làm sao và tôi đã thử một câu hỏi Ví dụ như một cái show mà chưa từng có đi Chưa từng ai làm Bởi vì tôi đang tôi đang dự tính là tôi sẽ làm một show mới Và tôi sợ show mới chắc chắn là không ra rồi Vậy thì chắc chắn là bạn không thể thay thế được chúng tôi Đúng không ạ? Bởi vì chúng tôi là những người tạo ra bạn nhưng bạn sẽ hỗ trợ được công việc của chúng tôi Thực ra ChatGPT sẽ hỗ trợ được chúng ta rất là nhiều đó Bởi vì Khi chúng ta làm quá nhiều việc Chúng ta có quá nhiều thứ Trong đầu có quá nhiều chương trình Ví dụ như ngày hôm nay chúng ta có thể làm một chương trình thôi Nhưng mà chúng ta có thể nhân cái chương trình ở đây là 10, làm 20 chương trình Thì làm sao chúng ta có đủ cái uh, idea, đủ cái nội dung để chúng ta làm Vậy thì ChatGPT nó là đồng nghiệp Nó là hỗ trợ các bạn trong việc à Trong những lúc các bạn cần một cái idea nào đó Đúng rồi Và chúng ta hãy coi nó là đồng nghiệp đi Đừng coi nó là đối thủ Thì tự dưng mọi thứ nó sẽ đơn giản đi rất nhiều <laughs> Quay, lại con người hóa một xíu khi mà chat CPT và AI chưa xuất hiện Thì khi biên kịch hay những người làm nội dung bí tưởng Thì chị hay là các đồng nghiệp của chị sẽ làm gì? Cái này là một cái cũng là một cái mà rất nhiều bạn gặp phải Kể cả bản thân của anh cũng gặp phải à, Và những mà thực ra các bạn Khi nào mà các bạn học biên kịch, chuyên nghiệp Các bạn sẽ có một cái như lúc nãy Và anh nhắc với Phương Nó là nhật ký sáng tác nó là năng lực quan sát và các bạn khi phát huy năng lực đó là gì các bạn hãy ghi chép lại nó ở một đối tượng nào đó. Là ví dụ như là chúng ta uh, ghi chép bằng viết bằng giấy hoặc là bây giờ chúng ta có điện thoại, chúng ta có smartphone đúng không ạ? Thì chúng ta hãy ghi chép nó lại. Và đôi khi chúng ta bị ý tưởng chúng ta lật nó lại. Nó sẽ là cái nơi mà các bạn có tìm kiếm được. Hoặc là các bạn có thể lên mạng xã hội, các bạn lên các nền tảng các bạn tìm kiếm. Uh, nếu như các bạn cảm thấy rằng là chết rồi, bây giờ tôi không biết phải làm gì với nó cả vậy thì có cái gì mà xã hội đang quan tâm cái đấy trên các nền tảng khác rất nhiều các bạn có thể đọc một tờ báo các bạn có thể đọc một quyển sách các bạn có thể xem thời sự có khi các bạn nghe bản nhạc nó cũng là cái nơi mà các bạn có thể cứu được cái gọi là cái gọi là, sao nhỉ? cạn ý tưởng đấy ạ đó thì các bạn hãy quay trở về với ký ức hãy quay trở về với những cái nhật ký sáng tác của mình bởi vì khi các bạn không ghi chép lại nó ấy, thì các bạn sẽ quên Tại vì chúng ta có rất là nhiều công việc đó Thì chúng ta không thể nhớ được hết tất cả mọi thứ Nên chúng ta ghi nó lại và đến một thời điểm chúng ta cần nó Và tự nhiên nó sẽ trở thành một cái cứu cánh Nhưng mà tất nhiên là nó chỉ trong một thời điểm thôi Nhưng mà nếu các bạn có thói quen Của một cái nhật ký sáng tác đó Các bạn sẽ tích lũy Ngày hôm nay các bạn ra đường Các bạn tích lũy một ít Ngày mai các bạn ra đường tích lũy một ít Các bạn gặp một người các bạn tích lũy một ít đó Thì nó sẽ là một khối tài sản khá là lớn Và với biên kịch thì đấy là khối tài sản gọi là vô giá công nhận thì bản thân em cũng là người sáng tạo sáng tác nhiều khi đang đi ngoài đường cái nghĩ cái gì cũng phải dừng xe lại để nốt vô chứ thề luôn đi tầm 5 phút nữa là không nhớ mình đã vừa nghĩ cái gì các bạn trẻ hay có một cái tự ảo tưởng sức mạnh là các bạn nhớ tất cả những gì trong đầu các bạn các bạn chưa hiểu được cái cấu tạo của bộ não rồi đó nên với cái chia sẻ ngày hôm nay thì chắc các bạn cũng nên tập luyện cái việc mà nốt lại những cái ý tưởng trong đầu của mình và cũng là một người mà giảng dạy ở trường đại học và làm việc với các bạn Gen Z thì uh, cá nhân chị cảm thấy nhận thấy những ưu khuyết điểm của cái tập uh, các bạn trẻ này là gì và có điểm gì có thể phù hợp để làm biên kịch không ừ. Ừ. khi mà Mình được tiếp xúc với cả các bạn Gen Z là sinh viên hoặc là nhân viên về cái môi trường truyền thông là các bạn rất là trẻ và các bạn có một cái ưu điểm đấy là các bạn rất là sáng tạo rất là đổi mới và các bạn rất là hiện đại Các bạn thích những cái thử thách đó. Và các bạn rất là chịu khó trong cái việc mà, mà mà phát triển cái tư duy của mình Và các bạn có nhiều thứ thú vị lắm Thực ra bà anh cũng đang phải học tập lại sinh viên của mình Đó, đó là update những cái mà mình ồ oh, mình nghĩ là ồ oh, cái đấy nó nó lạ quá Có lẽ là mình hơi bị cổ hủ rồi, hơi bị lạc hậu rồi Và mình phải update thôi Bởi vì mình xem là cái này có đúng hay không à, như lúc nãy là chúng ta không đánh giá đúng sai đó và bà anh cho phép sinh viên của mình Cho phép nhân viên của mình sai Nhưng sai thì phải biết sửa Thì tự dưng các bạn sẽ trưởng thành đó Và một cái khuyết điểm của các bạn Gen Z là các bạn sống nhanh quá Các bạn sống gấp quá Sống vội xong. <laughs> đó Các bạn sống gấp quá, các bạn sống vội quá Và cái việc gọi là quan trọng đối với một người bên kịch là gì? Là phải biết lùi lại cuộc sống của người khác Chứ không chen qua cuộc sống của người khác Bởi vì nếu như các bạn chen vào cuộc sống đó làm sao các bạn đủ gọi cả cái năng lực để các bạn nhìn đúng không ạ? Làm sao các bạn viết được cuộc đời của người khác? Và chúng tôi hay đùa một điều là biên kịch giống như là một cái thầy bói. Các bạn có thể viết cuộc đời của người khác nhưng không bao giờ viết được cuộc đời của mình. <laughs> đấy, đấy là cái điều mà uh, tôi thấy được cái việc mà ưu điểm và khuyết điểm của các bạn xem xét trong thời điểm hiện tại có một nghệ sĩ cũng khá nổi tiếng từng nói là vì lương biên kịch của Việt Nam mình quá thấp dẫn đến có rất nhiều người bỏ nghề hoặc là họ không đủ gọi là phải lo chạy vậy cơm áo gạo tiền không đủ cái sức lực để có thể sáng tác ra những cái kịch bản gọi là tông huyết thì là một người đang làm ngành đó thì chị thấy cái đó có phải là thực trạng của ngành biên kịch cũng như là điện ảnh Việt Nam không? Ừ. Theo anh thì cái việc mà chia sẻ của bạn đó nó không sai đâu nhưng nó chỉ là một phần thôi bởi vì biết thế nào là đủ vậy chúng ta hỏi lại là khi bạn chọn con đường này bạn đã tìm hiểu về nó chưa chúng ta lại quay trở về câu hỏi tại sao đấy đúng không ạ câu hỏi ban đầu tại đúng sao chọn ban gần. đầu ấy ạ thì khi mà anh dạy sinh viên mình anh luôn nói rằng là à, các bạn hãy đặt cho mình năm câu hỏi đi thứ nhất là tại sao như thế nào ở đâu ai đó và các bạn phải tự trả lời mình bởi vì khi các bạn trả lời được rồi thì các bạn đừng thắc mắc việc thế nào là đủ, thế nào là không đủ. Tất nhiên, trong cuộc sống khi mà chúng ta bước vào công việc nghề rồi, chúng ta có những cái thuận lợi, có những cái khó khăn. Nên bà mới chia sẻ rằng là liệu bạn có đủ kiên trì về kiên nhẫn với cái công việc này hay không? Cái đam mê bạn vẫn có đó. Nhưng bạn có đủ kiên nhẫn không? Bạn có đủ gọi cái bản lĩnh để có thể vượt qua cái khó khăn của mình ở một thời điểm nào đó để tiếp tục với nghề hay không? Hay bạn sẽ chọn con đường rời đi để tìm cho mình một cái công việc khác có kinh tế hơn Nhưng cái này là cũng là một phần đúng Tại sao đúng ạ? Bởi vì nếu như bạn không có kinh tế Bạn không thể làm được nghề Vậy bạn, bởi vì bạn lấy gì để ăn trong một ngày Đúng không ạ? Bạn lấy gì để nuôi sống bản thân Lấy gì nuôi sống gia đình của mình Bởi vì con người ta phải tiếp tục sống Phải tiếp tục phát triển cuộc sống Vậy thì nếu như bạn không có khả năng kinh tế Bạn không lo được cho bản thân mình Thì làm sao bạn lo được cho những người xung quanh mình Đó. Thì lúc này Bạn phải đặt lên bàn cân Tôi cần cái gì? tôi cần chi phí, tôi cần kinh tế hay tôi cần con đường sự nghiệp mình đang lựa chọn. Và làm sao tôi có thể vừa theo đuổi công việc mà mình yêu thích mà vừa theo đuổi cái việc mà kiếm tiền. Thì cái việc, thực ra cái việc này nó không phải là sai đâu ạ. Bởi vì từng thực ra chính bản thân của anh cũng đã từng muốn bỏ nghề. Ba lần. Không phải là vì ít tiền, không phải là vì không có nguồn thu nhập mà bởi vì Ừ, với anh thì anh luôn chọn gia đình và con điểm của anh là mình cũng chỉ là phụ nữ thôi cho dù mình ra ngoài mình có làm trời làm bể gì chứ nữa thì mình về nhà mình cũng chỉ là phụ nữ thôi và mình thích cái cuộc sống gia đình hơn và mình chọn gia đình nên là mình muốn là ủ ừ, thôi mình làm một công việc nào đấy để không phải mất quá nhiều thời gian Bởi vì thực sự cái công việc biên kịch các bạn biết là khi các bạn bước vào viết ấy, các bạn rất là tập trung và các bạn có thể bỏ quên tất cả mọi thứ và bảo anh cũng vậy nếu như mà khi mà anh đang viết hoặc là đang làm một cái gì đó liên quan đến duyệt hay là gì đó mà ai đó bước vào hỏi thôi là tới công chuyện là các bạn biết luôn kể cả ở gia đình cũng vậy hoặc là ở công ty cũng vậy các bạn biết rằng à khi mà mình đang on set hoặc khi mà mình đang sáng tác một cái điều gì đó đừng hỏi tốt nhiên đừng hỏi kể cả ăn hay không nhá đó thì các bạn phải lựa chọn cái việc là ừ khi các bạn đam mê như vậy rồi các bạn sống chết với nó rồi đó bây giờ các bạn từ bỏ nó rồi nhưng mà khi các bạn đã lựa chọn thì các bạn phải chấp nhận và anh lựa chọn là ừ tôi dừng lại không phải là vì là ừ tôi kiếm được nhiều tiền hay không nhiều tiền nhưng khi có những biến cố xảy ra trong cuộc đời của bạn bạn phải lựa chọn kinh tế đúng không ạ và tôi cũng muốn dừng lại tôi làm kinh tế nhưng có lẽ là như từ đầu tôi chia sẻ với tào phương đấy là cái nghề nó chọn mình rồi mình không thể từ bỏ được do dù mình muốn và mình không thể từ bỏ được bởi vì tôi đã từng mở một quán cà phê <laughs> và muốn làm 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 gọi là làm kinh doanh đấy ạ đó và rõ ràng rẽ sang một con đường hoàn toàn khác là thôi tôi đi đi bán cà phê đây không có làm biên kịch nữa đâu không làm nội dung nữa đâu nhưng mà <laughs> những cái mối quan hệ của mình từ trước tới giờ rồi bạn bè mình toàn làm nghề thôi ạ và các bạn kéo tới các bạn ngồi các bạn chỉ nói chuyện về làm nghề thôi và các bạn bảo ơ bà anh ơi làm cái này đi bà anh ơi làm cái kia đi ờ anh muốn cái này này anh muốn cái kia kìa em làm với anh đi đó và tự nhiên lại mình bị lôi lại cái và cái cái gọi là cái cái dòng máu nó chảy trong mình ấy. cái công việc gọi là bệnh nghề nghiệp ấy. và tự dưng bạn lại cảm thấy rằng ồ thôi bạn đừng cố chấp nữa bạn phải đừng phải cố cho <laughs> nghề nghiệp nữa bạn phải chấp nhận về công việc này và bạn phải yêu nó bởi vì nó yêu bạn quá nó và một mình bỏ người ta người ta vẫn không bỏ mình và một người có trách nhiệm ấy thì phải có một cái gì đấy đúng không? Đạo bạn. đức nghề đúng rồi. Và khi gặp bạn có cái đạo đức đó, bạn có cái trách nhiệm đó, bạn thôi đừng nghĩ đến chuyện bỏ nữa, đừng làm kinh tế nữa. Và đúng là như vậy, bạn không có duyên với kinh doanh nha làm cái gì cũng thất bại nhưng cũng phá sản nhá. Thế nên là thôi mình mình biết thân biết phận đi ạ. Là mình hãy làm với cái công việc mình đã được chọn. Đó. Và bà anh cảm thấy rằng khi mà bà anh từ bỏ những cái gọi là vấn đề kinh tế ra ngoài để biết đủ, để biết rằng khéo ăn thì no, khéo co thì ấm Và cảm ơn chị ngày hôm nay rất nhiều vì đã dành thời gian đến và chia sẻ cùng em cũng như giám nghĩ giám làm và các bạn học sinh sinh viên chương trình cảm ơn thảo phương thì đấy mấy cũng cảm thấy rất là may mắn khi mà được ngồi đây để chia sẻ với các bạn và đúng là nếu mà ở trong nghề ấy, thì mình cũng không phải là một người là có gọi là danh tiếng quá lớn đâu ạ bởi vì nói như vậy thì là múa dìu qua mắt thợ rồi ạ bởi vì trước mình còn có rất nhiều thầy cô rất nhiều bộ bậc tiền bối làm về điện ảnh rất là lâu đời rồi và mọi người chắc chắn là có kinh nghiệm nhiều hơn bảo anh và ngày hôm nay anh ngồi ở đây là để chia sẻ cái mà mình đã từng đi qua cái mình đúc kết lại để cho các bạn có một cái định hướng về nghề khi các bạn lựa chọn công việc này thì điều đầu tiên mà anh nhắc lại vẫn là hãy tự hỏi bản thân mình xem là các bạn có tại sao các bạn lựa chọn điều này và các bạn sẽ đi về nó như thế nào. Cảm ơn cảm ơn.